Chào mừng các bạn đến với Thor Gym Center tầng 3 Thiên Đường Tạ Thẻ V-Quay. Phong cách tự tin, ngạo nghễ với kinh nghiệm lâu đời trong ngành gym, Duy Nguyễn đạo diễn chương trình khai trương quận 9 theo phong cách vô tiền khoáng hậu. City Full Run 400 triệu. Duy Nguyễn dẫn tour gym giới thiệu đến quan khách từng dấu mốc cuộc đời, sự nghiệp và tận hưởng giá trị cốt lõi của thiết bị cao cấp high-end USA. PowerRack high-end, HapRack đẳng cấp thế giới. Và đặc biệt, Thor quận 9 lấy gì để khẳng định năm sau? Và robot siêu hiện đại, giá tiền 180 triệu. Chiếc máy 130 triệu đó. Vậy Duy Nguyễn Tour là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá. Thor Gym có thể nói là đứa con tâm huyết đáng tự hào của CEO BBT. Tại buổi khai trương chi nhánh quận 9, anh tự hào giới thiệu với toàn bộ quý vị khách quý những điểm nhấn ấn tượng, đặc biệt là hệ thống thiết bị tập luyện cao cấp high-end đến từ các đối tác tại Mỹ. Trước mắt chúng ta là một trung tâm dịch vụ thể hình đẳng cấp 5 sao, full dàn thiết bị Mỹ Đế 2M cung cấp đến cho các bạn những tiện ích thể hình đẳng cấp nhất theo triết lý thể hình phục vụ cuộc sống khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với buổi khai trương đơn giản của Thor Gym quận 9. Trước thời khắc quan trọng, chờ đợi suốt 3 năm, Duy Nguyễn đích thân dẫn tour tham quan toàn bộ building. Ngay tại sảnh, anh vui vẻ giới thiệu không gian đón khách với thiết kế độc đáo. Gym chính là đời, nên gym đôi khi á, mình đến với gym mà chỉ là gym không nó sẽ rất khô khan. Đó, nên này nó anh thiết kế thành những cái phím đàn, nó cho cuộc đời chúng ta bay bổng hơn để sống tiếp. Vậy thôi, còn cái thuyền này á, thì nó nói chung á, nó sẽ là một trong những cái con thuyền đó, nó đi cùng cái hành trình sứ mệnh của BBT. Cùng với đó là những trang thiết bị tiên tiến giúp bạn tiếp cận, theo dõi những thông số cơ bắp trên toàn bộ cơ thể. Cái đầu tiên mà Duy giới thiệu bạn là cái máy InBody. Nhưng mà tại sao Duy nói cái máy này là cái máy này là cái máy rất quan trọng trong thể hình trong gym á, mà là thể hình online tự hào là cái đơn vị đầu tiên ở Việt Nam có cái dòng máy InBody 770 này vào năm 2014. Cái máy hồi trước mua rất là mắc, 400 triệu một máy. Hiện giờ thì nó rẻ hơn chút xíu, chắc còn 300 mấy. Máy InBody này nó giúp chúng ta đo về cơ mở nước này nọ, PMA các kiểu. Nó là một cái máy rất là chuyên sâu, mà giờ Trung Quốc nó ra những máy bắt chước như rất là nhiều. Nó cũng nói là InBody nhưng mà đo không được gì hết. Thông qua những bức hình lưu niệm trong chuyến đi công du tại Mỹ, anh tâm đắc kể về những phi vụ hợp tác thần thánh của mình với các thương hiệu nổi tiếng như New Check, Labrada, RP. Bước lên tầng 1, Duy Nguyễn mở đầu với câu chào đặc biệt. Chào mừng mọi người, chuẩn bị đến với cái sàn đốt tiền của BBT đây. Câu giới thiệu của anh gây tò mò và thu hút khách tham quan. Để giải thích cho công cuộc đốt tiền chơi trội, Duy Nguyễn giới thiệu hệ thống BioArc và Performance. Đây là hai dòng xa xỉ nhất, nhập khẩu độc quyền từ TubSub, thương hiệu với hơn 5 thập kỷ sản xuất thiết bị tại Mỹ. Trong đó, Duy Nguyễn đi trước đón đầu hệ thống BA, công nghệ của tương lai, độc quyền chỉ có tại Thor Gym. Nhiều người đặt nghi vấn liệu Duy Nguyễn có chơi mạo hiểm quá không? Cuộc chơi thì phải có đánh đổi, không đầu tư hàng độc, sao tạo nên sự khác biệt so với thị trường? Không có gì mạo hiểm cả, nói chung cuộc chơi nó phải đánh đổi. Cuộc chơi nó phải đánh đổi, chúng ta còn phải đầu tư những cái dàn máy đẳng cấp như vậy để chi? Để thị trường không có, mình mang thế độc quyền. Đúng không? Không ai nó dám đầu tư kiểu này hết. Tại sao dám đầu tư kiểu này? Thứ nhất, phân khúc khách hàng của mình triết lý rất là rõ, ai tham gia vlog của mình cậu te nó chịu không nổi. Thì tầng lớp phân khúc khách hàng là tầng lớp những người ta có ý thức, mà người ta có ý thức ở trong một cái phòng mà nó cũ kính dày, máy lạnh dày, thì cái máy này nói về hư á thì rất là khó hư. Thì cái thời gian thu hồi vốn bình thường ví dụ 5 năm, giờ tôi nâng là 7 năm, 8 năm, chả sao cả. Mặt bằng không thuê, không sợ tiền mặt bằng, đúng không? Mãn sức bù qua, đã nhiều cái lý do để cạnh tranh lắm. Ở cái máy Performance này, so với những dòng máy truyền thống trước đây á, thì cái hệ chuyển động đó là đường thẳng, nó cứ thanh trượt nó trượt thẳng thôi à. Còn cái này là hệ chuyển động của đường cong, nó là bioarc. Bioarc là gì? Đường cong sinh học. Khi mà cơ chúng ta chuyển động theo đường cong á, tức là đi quãng đường dài hơn, quãng đường dài hơn, mà cái máy này nó freeway,
mà nó freeway thì nó không chấn thương, nó làm cho chúng ta tập luyện không bị chấn thương. Các bạn nhìn kỹ đi, cái tay cầm này nó không giống như tay cầm bình thường, mà nó là tay cầm của một cái hãng thứ ba chuyên sản xuất về tay cầm, nó có tên là Truck Handle. Nó tay cầm nó rất là freeway. Nó có lạ. Nó đương nhiên là phải có lạ là cái cảm giác, nhưng mà cái hiệu quả là đằng sau buổi tập. Tầng 2, sàn cardio nhập khẩu 100% tại Mỹ. Và sự khác biệt của ThorGym với thị trường là sự lập trình thông minh. Bạn có thể chủ động tạo ra chương trình tập luyện cho chính mình, hoặc có thể lựa chọn các chương trình cho máy thiết kế sẵn để tối ưu nhu cầu tập luyện cho bản thân. Đúng, được cung cấp đầy đủ free, tất cả mọi thứ đã public trên internet là free. Vậy thì BBT thu phí dịch vụ BT các bạn là gì? BBT sẽ cho các bạn cuốn sách miễn phí. Dịch vụ BT của BBT là cung cấp người thầy dạy cho bạn cuốn sách đó. Và cái người thầy giúp bạn tập luyện tốt hơn, lấy tạ cho bạn để mà tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức, đúng không? Đốc thúc bạn đừng bấm điện thoại, cung cấp giáo án cho bạn, không phải là cung cấp giáo án mà là giám sát cái giáo án của bạn, chịu trách nhiệm. Tập giáo án của bạn hẹn mà đi tập bút, nói chung là cái người đó sẽ giúp cho bạn tập tốt hơn. Còn cuốn sách là giúp cho bạn đọc hiểu. Đến với tầng 3 là một chiến trường thực thụ dành cho những chiến binh nhiều kinh nghiệm, mạnh mẽ và đầy thử thách. Điểm nhấn ở đây là việc CEO Di Nguyễn chi hơn 400 triệu để trang bị CrossFit CT8. Không cần phải nói quá nhiều về nó, chúng ta đều có thể cảm nhận được nó quá hoàn hảo cho một không gian tập luyện. Cái này là bằng con kia Amonin. Đó, con pha điêu. Đó, nó mắc chứ, nhưng mà tại sao Di mua? Mua để gì? Để chi? Để chứng tỏ sự khác biệt là chứng gì trên trời đó. Tầng 4 là hệ thống dumbbell của ThorGym. Với không gian rộng, phân bố đan xen nhiều thiết bị tập luyện khác nhau, đáp ứng nhu cầu tập luyện của hội viên. Sự khác biệt hơn hết là không gian tập luyện rất riêng dành cho khách đăng ký gói PT cá nhân, một đặc quyền để quý khách hàng có thể tận hưởng không gian tập luyện một cách trọn vẹn nhất. Đây là món quà dành tặng tới quý khách hàng của ThorGym quận 9. CEO Di Nguyễn phát triển gym từ chất chứ không chạy theo số lượng và lợi nhuận thông thường. Khu này là dành cho khách PT. Khách mà thuê PT á, thì vô đây tập. Nói chung khách thuê PT thì tập được nguyên building luôn. Còn khách mà membership bình thường thì không được vô đây. Đó. Nó tạo ra cái sự riêng tư đó để cho PT tập và nó có những cái thiết bị riêng luôn. Tại sao thị trường họ hầu hết họ là phòng gym một tầng hoặc là không phân tầng? Tại sao PT lại quyết định chọn tất cả là phân tầng? Tại nó không mua đất được. Nó không mua đất được. Khi mà bạn mua đất, bạn không thể nào mua được đất quá rộng. Khẳng định với bạn luôn. Làm sao bạn có thể mua đất quá rộng? Đúng không? Bạn chỉ có thể mua được cái đất chừng như này thôi. Đó mà khi mà Di mua cái miếng đất này á là 20 tỷ. Là cách đây 3 năm á. Đó. Mà 20 tỷ không lẽ mình xây có 2 lầu. 2 lầu sao đủ tập? Thì cứ xây hết luôn để dành tập game. Câu đó quá đơn giản. Anh tưởng em hỏi câu gì khó lắm, làm rung thế mà hỏi câu với ẹt. CEO Di Nguyễn phát triển gym từ chất chứ không chạy theo số lượng và lợi nhuận thông thường. Sự phát triển dựa trên giá trị cốt lõi này giúp BBT ghi dấu ấn rất riêng, độc lạ trong lòng người Việt và các đối tác tại nước ngoài. ThorGym quận 9 với diện tích mặt sàn hơn 1.000 m2 với hệ thống máy tập luyện cao cấp high-end đã tạo nên hệ sinh thái phòng gym không thể hoàn hảo hơn đối với người yêu thể hình. Hãy đến với ThorGym, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp sẽ đến với bạn.